Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video ngày hôm nay thầy trò chúng mình sẽ đến với bài tập hàng ngày 20, đơn vị đo góc độ. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, đơn vị đo góc lá. Đơn vị đo góc là độ. Các em lưu ý nhé, các em nhiều bạn sẽ bị nhầm là độ C ấy. Độ C là đơn vị đo nhiệt độ. Thế còn đơn vị đo góc chỉ là độ thôi. Đáp án của chúng mình là B nhé. Tiếp theo câu số 2, dụng cụ được dùng để đo số đo của một góc là gì? Đó chính là thước đo góc nhé. Đáp án là C. Đây các em có thể cùng xem cái thước đo góc của thầy. Đây là thước đo góc của thầy. Đây các em. Thầy sẽ để trên cái nền trắng để cho em dễ nhìn nhé. Đây là thước đo góc của thầy. Đó. Lát nữa thầy cho mình sẽ cùng đi đo nhé. Các em có thể nhìn đây, ở hình ảnh bên dưới là minh họa cho cái thước đo góc đấy các em. Tiếp theo thầy cho chúng ta cùng đến với câu trắc nghiệm 3 các em ạ. Đề bài như sau. Số đo góc đỉnh O cạnh OA OB như hình bên là bao nhiêu độ? Thì bây giờ chúng ta cùng quan sát cái hình ảnh minh họa là cái thước đo góc này. Đặt lên trên cái đỉnh O này. Em nhìn thấy chưa? Cái đỉnh của thước đo góc nha, thầy gọi tạm gọi là cái đỉnh đi. Em để ý thầy là cái bên trong cái thước đo góc nó có cái hình tròn nhỏ đấy. Được chưa? Cái nửa hình tròn nhỏ. Nếu mà chúng ta xoay hết cái vòng tròn này thì đây chính là cái tâm. Đây chính là cái tâm của cái hình tròn nhỏ bên trong. Được chưa nào? Đó. Thế thì ở đây cái tâm này thì đặt trùng với đỉnh O rồi này. Và một cạnh của góc chúng ta đang đo đó là cạnh OB, nó đã đi qua vạch số 0. Vạch số 0 sau này chúng ta làm nó có thể đi qua vạch số 0 bên trong hoặc đi qua vạch số 0 bên ngoài đều được nhé. Khi đã đi qua vạch số 0 bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy các vạch số bên trong. Đấy. Ta thấy rằng là cái cạnh còn lại là cạnh OA đi qua vạch số 120, tức là cái góc đỉnh O cạnh OA OB này nó sẽ là 120 độ. Thầy nói lại này, đỉnh đặt đỉnh rồi, trùng đỉnh rồi này. Một cạnh nó sẽ đi qua vạch số 0 này. Vạch số 0 ở bên trong người ta sẽ nhìn các con số bên trong. Cạnh còn lại đi qua vạch số 120 ở bên trong thì tức là mình sẽ đọc là 120 độ. Đấy, các em đã hiểu chưa nào? Chúng ta chọn cho thầy là đáp án A nhé. 120 độ. Xong chưa nào? Chúng ta đọc là 120 độ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại câu số 4. Số đo góc đỉnh O cạnh OCOA như hình bên là bao nhiêu độ? Chúng ta lại quan sát hình ở bên. Hình trên này, góc đỉnh O, có đỉnh O, cạnh OCOA, nào chúng ta cùng quan sát này, đỉnh trung đỉnh rồi này, đồng ý chưa nào, đỉnh trung đỉnh rồi này. Chúng mình thấy là cái cạnh OC đi qua vạch số 0 ở bên ngoài, đi qua vạch số 0 bên ngoài, trong chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm các con số bên ngoài. Đây. Ta thấy rằng là cái cạnh còn lại là cạnh OA đi qua vạch số chỉ số 60. Như vậy là chúng ta sẽ đọc ở đây là 60 độ. Em thấy chưa? Đi qua vạch số 0 bên ngoài này. Và cạnh còn lại đi qua vạch số 60 ở bên ngoài thì nó là 60 độ. Đáp án là D nhé. Tiếp theo là câu số 5. Góc tạo bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 3 giờ có số đo là bao nhiêu độ? Đồng hồ chỉ 3 giờ, các em có thể quan sát lại cái bài tập hàng ngày 19. Đây, đồng hồ chỉ 3 giờ. Đây, góc này là góc vuông rồi. Góc vuông là 90 độ nhé. Chúng ta chọn là đáp án B các em ạ. Tiếp theo, thầy cho mình chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Dùng thước đo góc để đo các số đo góc dưới đây. Số đo góc dưới đây. Nào, chúng ta cùng với thầy nào. Cái góc này chúng ta dễ thấy ngay là góc vuông rồi. Đây, dùng thước đo góc. Nào, cẩn thận này. Thầy đặt đỉnh đã trùng với đỉnh rồi này. Một cạnh đi qua vạch số 0, các em đang nhìn thấy vạch số 0 ở trên kích thước của thầy đi qua vạch số 0 bên trong đúng không? Đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy này. Đây như này là chuẩn. Đấy, đi qua vạch số 0 bên trong và chúng ta thấy rằng cái cạnh còn lại nữa đi qua vạch số 90 nhé. Như vậy ta sẽ chọn cho thầy là 90 độ. Ghi đây là 90 độ ở đây. Nhớ em nhớ ký hiệu độ vào nhé. Số 90 em ký hiệu độ vào. Tiếp theo cái góc này. Đầu tiên là đỉnh, chúng ta xét xem là đi qua đỉnh này, đặt đỉnh trùng nhau đã này. Vạch một cạnh còn lại đi qua vạch số 0 và lúc này ta đang thấy là vạch số 0 ở bên trong. Cạnh còn lại đi qua số 120 ở bên trong thì ta sẽ đọc ở đây là 120 độ nhé. 120 độ. Tiếp theo cái góc này nào. Trước hết là chúng ta đặt đỉnh này, trùng đỉnh này. Đó. Một cạnh đi qua vạch số 0, lúc này chúng ta vẫn thấy là vạch số 0 bên trong. Em thấy chưa? Đi qua vạch số 0 bên trong.
Và cái cạnh còn lại đi qua vạch số 60 ở bên trong, tức là góc này là góc 60 độ nhé các em. Chúng ta sẽ ghi là 60, sau đó ghi ký hiệu độ vào 60 độ. Rồi, chúng mình đã xong bài 1 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy cho chúng mình cùng chuyển sang bài tập 2. Dùng thước đo góc để đo và hoàn thành bảng dưới đây. À, chúng ta sẽ đo các góc theo yêu cầu của đề bài. Góc đỉnh A cạnh AD, AB. Đây, góc đỉnh A đây. Nào, trước hết các em đặt thước với thầy. Đỉnh, trung đỉnh đã. Đây, các em nhìn thấy thước của thầy nó có cái điểm cắt nhau giữa hai cái đường này này, em nhìn chưa? Đấy. Đỉnh, trung đỉnh này. Xong nha. Các em nhớ phải đặt đỉnh ở bên trong nhá, các em không được đặt ở bên ngoài như này là các em đặt sai nhá. Em đặt ở bên trong ở đấy, em nhìn thấy cái vạch chưa? Cái vạch, cái đường kẻ chưa? Đấy, phải đặt đường kẻ này. Rồi xong nhé, đỉnh trung đỉnh rồi. Và gì nữa không? À, một cạnh của góc nó đi qua vạch số 0. À, chúng ta đang thấy là cái cạnh AD nó đi qua vạch số 0, vạch số 0 bên trong đúng chưa? Rồi, ta xem là vạch bên trong là cái cạnh AB nó đi qua vạch số 120 bên trong, tức là góc này là góc 120 độ. Tiếp tục, góc đỉnh B cạnh BABC thì chúng ta thấy ngay là góc này góc vuông rồi. Đúng chưa? Góc vuông và đo được là bằng 90 độ các em nhé. 90 độ đây. Em thấy chưa? Một cạnh này đi qua vạch số 0, một cạnh đi qua vạch số 90, em thấy chưa? 90 độ đấy. Tiếp theo nào, góc đỉnh C cạnh CBCD, góc này cũng là 90 độ luôn. Các bạn thấy ngay góc vuông mà. Tiếp theo, góc đỉnh D cạnh DADC. Nào, chúng ta cùng xem nào. Đỉnh trung đỉnh, đặt thước đỉnh trung đỉnh đã. Một cạnh là cạnh DC đi qua vạch số 0 bên trong rồi. Cạnh còn lại là cạnh gì? Cạnh còn lại là cạnh DA đi qua vạch số 60 bên trong, tức là góc này là góc 60 độ các em ạ. Xong nhá, như vậy thầy cho mình xong bài 2 rồi. À, tiếp theo thầy cho mình cùng đến với lại bài 3. Bài 3 đề bài yêu cầu chúng mình đó là dùng thước đo góc để đo và hoàn thành bảng dưới đây. Cũng tương tự như bài 2 thôi. Góc đỉnh M cạnh MQMP à? Góc đỉnh M này cạnh MQMP rồi, có. Chúng ta xác định được góc đỉnh M đây rồi. Trước hết đó là các em xem là thầy đó là đỉnh trung đỉnh chưa? Trung đỉnh M rồi, các em nhìn thấy chưa? Một cạnh đó là cạnh MQ đi qua vạch số 0 rồi, vạch số 0 này ở bên trong thì chúng ta sẽ nhìn các con số bên trong nhé. Cạnh còn lại là cạnh MP đi qua vạch số 60 ở bên trong, đúng chưa? Như vậy là góc này là 60 độ đấy. 60 độ. Góc này là góc nhỏ hơn góc vuông rồi. Bởi vì góc vuông là 90 độ mà. Như vậy góc này là góc nhọn. Tiếp tục các em ạ. Góc đỉnh N cạnh NMNP, góc đỉnh N đây, có. Đỉnh trung đỉnh rồi, đặt thước đo góc đỉnh trung đỉnh rồi nhé. Một cạnh là cạnh NM đi qua vạch số 0, lúc này vạch số 0 bên trong. Cạnh còn lại là cạnh NP đi qua vạch số chỉ số 60 ở bên trong. Đó, vậy là góc này là 60 độ. Và tất nhiên là góc nhọn rồi. Tiếp tục, góc đỉnh P cạnh PQPN. Góc đỉnh P này, cạnh PQPN. Rồi, xác định được đỉnh P đây rồi. Đặt thước đo góc đỉnh trung đỉnh. Và một cạnh, chúng ta đang thấy là cạnh PQ đi qua vạch số 0 ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem ở bên ngoài nhé. Em nhìn thấy chưa? Đi qua vạch số 0 bên ngoài chưa? Cạnh còn lại là cạnh gì? À, cạnh còn lại là cạnh PN. Các em ạ, đi qua vạch số chỉ số 120 ở bên ngoài. Như vậy góc này là góc 120 độ các em ạ. Và góc này là góc tù. Cuối cùng đó là góc đỉnh P cạnh PQPM. Góc đỉnh P cạnh PQPM. Góc đỉnh P này, cạnh PQPM. Rồi, xác định được đỉnh P đây. Đặt thước đo góc. Ta thấy là đỉnh trung đỉnh rồi. Cạnh PQ đi qua vạch số 0 bên ngoài. Cạnh còn lại là PM đi qua vạch số 60 bên ngoài, tức là đây là góc 60 độ. Và nó là góc nhọn. Như vậy là thầy trò mình đã xong bài 3 rồi các em ạ. Này, các em tập thực hành đo góc nhé. Tiếp theo là bài 4. Đo và viết số đo góc trong trường hợp dưới đây. Ở đây chúng ta có 3 góc này. Thấy ngay góc này là gì các em? À, góc này là góc bẹt rồi. Thấy ngay đo các em đặt thước các em thấy thì nó sẽ là 180 độ thôi. Đấy, đặt chính giữa nha. Bây giờ ta xác định đi, một cạnh đi qua vạch số 0, em vạch số 0 bên nào cũng được. Vạch số 0 bên ngoài đây nhá, thì các em thấy là cái cạnh còn lại đi qua vạch số 180 bên ngoài chưa? Đó. Nếu như đi qua vạch số 0 bên trong nhá, thì cái cạnh còn lại nó đi qua vạch số 180 ở bên trong, vậy chắc chắn rồi, góc này là góc bẹt và 180 độ các em ạ. Tiếp tục nào, cái góc này chúng ta thấy ngay nó là góc vuông rồi. Chúng ta đặt thước ta thấy ngay góc vuông 90 độ nhé. 90 độ. Đỉnh trung đỉnh này. Một cạnh này đi qua vạch số 0, lúc này vạch số 0 ở bên ngoài này. Cạnh còn lại đi qua vạch số 90 đây rồi. 90 độ các em ạ. Đấy, quan trọng nhất là các em phải
đặt cái thước nó phải trùng đỉnh này. Đây cái đỉnh này thầy đang đánh dấu này, cái đầu bút của đây của thầy đấy, các em nhìn thấy chưa? Đây thầy sẽ đặt lên cái tờ giấy này nhé. Đây, đây các em, cái đỉnh đây, gọi đây là đỉnh của thước đo góc này. Một cạnh nó phải đi qua vạch số 0. Vạch số 0 nó có thể là bên trong hoặc bên ngoài. Đấy, bên trong này hoặc là bên ngoài. Cạnh còn lại đi qua vạch số nào thì ta sẽ đọc độ theo vạch số đó các em ạ. Nào đến với góc này nào. Trước hết đặt đỉnh chưa? Đặt đỉnh trùng chưa? Các em cũng đặt đỉnh của mình trùng đi nào. Đó. Một cạnh đi qua vạch số 0 ở bên trong. Rồi, cạnh còn lại chúng mình thấy đi qua vạch số 120 ở bên trong. Như vậy góc này là 120 độ các em ạ. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài số 4 rồi và cũng kết thúc bài tập hàng ngày 20. Thầy chúc các em học tốt. Thì còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.